Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube Audio Kiếm Việt Thân Mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 30 năm của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe Theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuối câu chuyện Độc bộ thiên hạ tập 35 năm ngay sau đây Tiếp theo phần trước lại nói Lúc bây giờ, giờ Giờ Phúc nhíu mày Lúc này cao thủ hỗn nguyên kỳ Để lấy mạng của hắn đã tăng lên 6 người 6 người này từ những môn phái khác nhau Thực lực không đều Như Tiêu Trường Thanh và Tiết Tùng Mới tu luyện đến hỗn nguyên kỳ Cao nhất là nhất phẩm Nhị phẩm mà liễu như nhớ Của La Sát Môn Vương Vũ của Huyết Thần Bảo Mục Thiết Sơn của Quỷ Vương Tông Thực lực lại cao hơn một chút về phần mộng xảo vân của lạc gia sân kia chính là chính đạo chính tông Tuy rằng thực lực không cao hơn đám người Mộc Thiết Sơn, nhưng cũng không phải là sông nhỏ thuộc loại thể nhu thể luyện khác. Cũng là Võ sĩ Hỗn Nguyên kỳ, thực lực cũng có sự khác biệt một trời một vực. Chênh lệch giữa hỗn nguyên nhất phẩm và hỗn nguyên cửu phẩm thấp nhất phải gấp mấy chục lần. Hạn chế thực lực của Võ sĩ không chỉ có cảnh giới, tâm pháp tu luyện, độ mạnh yếu của nguyên thần, uy lực vu pháp, cấp bậc vu bảo, cùng với cách khai triển trên chiến trường. Diệp Húc có thể vượt cấp giết người thậm chí đối phó với cao thủ như Tiêu Trừng Thanh, Tiết Tùng cũng không rơi xuống hạ phong. Dựa vào chính là tâm pháp hắn tu luyện, chất lượng kiểu chuyển nguyên công hơn hẳn Tiêu Trừng Thanh và Tiết Tùng, tạo cho thân thể hắn giống như vũ bảo vậy. Bà Long Kim Trượng trong tay hắn tính chất cũng rất tốt, hơn nhiều vũ bảo trong tay của hai người kia. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, khi lâm chiến phát huy tuyệt đối hơn người một bậc. Chẳng qua những người này đều có được Ngọc Lâu bảo tháp 6 tầng, mỗi người đều là thiên tài chân chính của các môn phái thiên tư trời cho vượt xa những vũ sĩ bình thường nếu như bọn họ lên thủ lại chỉ dựa vào tu vi đã có thể chấn áp được diệp húc khiến hắn không thể phản kháng diệp thiếu bảo hôm nay dù cho ngươi có thiên đại bản lĩnh cũng khó lòng mà thoát chết được mục tiết sơn của quỷ vương tông đột nhiên cao giọng quát một tiếng thân hình phồng lên từng khối cơ bắp hiện ra làn da thanh thẫm mặt mũi thì hung tợn tựa như một con quỷ vương mạnh mẽ vậy Hắn đi nhanh đến, bước chân hạ xuống, không khí bị dẫm lên rung rung. Đỉnh đầu của hắn, một dòng sông dài mênh mông, vô số ác quỷ oan hồn gào khóc thảm thiết, nhiếp tâm hồn người. Những con quỷ đó đột nhiên tụ lại cùng một chỗ, hình thành một con ma thần bốn đầu tám cánh tay. Con quỷ vương này đứng trong dòng sông kia, tản ra một luồng hung uy âm u lạnh lẽo, khổng lồ hơn mục thiết sơn không biết bao nhiêu lần. Đây là hai đại tuyệt học, Bách quỷ kim cương Cấm pháp tàn thiên ghi lại. Thiên quỷ pháp tướng và quỷ vương bất diệt tại pháp. Chết đi cho ta. Mục Thiết Sơn cất vài bước lên đi đến trước mặt của Diệp Húc, trong tay của hắn hiện ra một thanh búa lớn, mặt búa to ngang với mặt Diệp Húc, đánh xuống đầu. Cùng lúc đấy, giữa con sông dài trên đỉnh đầu của hắn, quỷ vương bốn đầu cắm tám cánh tay kia cùng động hết tám cánh tay, ầm ầm nện xuống Diệp Húc. Nắm tay còn to hơn cả hình thể của Diệp Húc, gần như trong nháy mắt liền bao phủ Diệp Húc từ trước tới nay đều quỷ vương tông làm cho người ta ấn tượng đó là âm hiểm và vô cùng ngự quỷ hại nhân nhưng điều này thật sự là người khác hiểu nhầm kỳ thực quỷ vương tông cũng có công pháp và vô pháp vô cùng hung mãnh mục thiết sơn dùng chính là loại tuyệt học cực kỳ cưng mãnh bá đạo một kích hạ xuống cưng mãnh vô thao cùng lúc đấy một dòng sông máu hiện ra trên đỉnh đầu của diệp húc vương vũ huyết thần bảo đạp sóng mà đến từng cái huyết ảnh bay lượn xung quanh hắn ti ti quái khiếu đánh tới diệp húc huyết thần kinh làm cho người ta khó lòng phòng bị là loại tuyệt học khó đối phó nhất viêm dương lôi hỏa trong viêm dương hồ lô đã bị diệp phúc phóng thích không còn lấy tu vi hiện tại của hắn căn bản không thể ngăn cản một vị cao thủ hỗn nguyên kỳ huyết thần kinh khi hai người bọn họ động thủ liễu như nhứ của la sát môn cũng lập tức ra tay cô gái trẻ tuổi này để hai chân trần thân thể mướt tha từng nhành tơ tung bay quanh thân thể của nàng như lăng không khởi vũ sao hoa lộng lẫy nhưng bên trong dòng sông chân nguyên của nàng ta vô số thiếu nữ theo động tác của nàng ta cùng múa lên từ từ cởi thắt lưng nơi dương tư như ẩn như hiện vô cùng hưng diễm thế nhưng trong sự hưng diễm chính là sát khí vô tận đó chính là kiệt tác chân giáo của la sát môn thiên ma ngây thưởng vũ trong xa nữ giao trưng đại pháp một loại trận pháp cực kỳ lợi hại giỏi nhất là khơi dậy tâm ma la sát môn chủ liễu thiên huệ từng thi triển trận pháp này vây khốn một cao thủ chính đạo đã luyện ra nguyên đan ép vị cao thủ kia sinh ra tâm ma tự thiêu mà chết tiêu trưởng thanh khoanh chân ngồi trên khung trung trong con sông trên đỉnh đầu chân nguyên biến hóa từng khẩu đại biên trung hiện ra đoang đoang chấn minh phát ra âm ba thật mạnh công tới diệp Húc thiên ma cầm của hắn bị diệp phúc phá hủy lúc này thân không còn vật gì chỉ có dùng vu pháp của thiên âm tông kim trung thật nhị biên dùng âm sát thuật đánh chết diệp phúc mà thôi tiết tùng không tới khởi thất sắc tinh đấu trận đồ của mình mà tới khởi mười thanh phi kiếm vù vù phá không cắt ngang cắt dọc sắt khí ngập tràn thất sát tinh đấu trận đồ của hắn đã bị diệp phúc xé hỏng uy năng giảm đi không thể lấy ra biêu xấu được những đệ tử xuất sắc của năm môn phái này gần như đồng thời sử xuất ra sở trường của bản thân công tới diệp phúc các loại vu bảo pháp bảo trận pháp cùng bay lên trên không một mảnh dạn vỡ làm cho người ta nhìn không kịp không ngăn được rồi diệp phúc căng thẳng lập tức biết mình chắc chắn không đỡ được nếu đón đỡ chỉ sợ bản thân thi cốt không còn bị đánh nát thành cặn bã âm một tiếng mục tiết sơn cùng năm người kia lũ lượt công kích tới lập tức một đám mây nấm từ từ dâng lên không trung khói bụi minh mông bay ra khắp nơi giống như cảnh tượng sau cuồng phong quét sạch đám mây đen trên bầu trời lộ ra một bầu trời màu lam màu sáng sủa quần áo của năm người bay phấp phới ánh mắt dò xét chỉ thấy bóng dáng của diệp phúc rơi nhanh xuống đất người hắn còn đang ở giữa không trung thân thể bắt đầu biến hóa nhanh chóng từng mảng lên giáp thoát ra nên cuồng sinh trưởng rậm dạp mấy tiếng chặt chẹt hai tay hai chân diệp húc mọc ra móng vuốt sắc nhọn lưng hở ra trong chớp mắt từ một người sống biến thành một con yêu thú khải thử con đại yêu này chui xuống đất biến mất không thấy đâu nữa còn muốn chạy sao ngũ quỷ sâu hồn đại pháp mục thiết sơn cửa lạnh thân hình đột nhân rung lên năm bóng người như ẩn như hiện từ người hắn phi ra chui vào lòng đất ngũ quỷ lập tức bắt được hơi thở của diệp phúc thần sắc mục thiết sơn khẽ động lập tức vươn thân giống như một làn khói hình cung bay đi hướng xa xa vậy nhất tâm kính liễu như nhớ cũng khẽ hô một tiếng bên trong con sông trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một mặt gương cao tầm người Chó loại chiếu xuống đất chỉ thấy trong kính hiện ra bóng dáng của một con khải thử lao đi dưới lòng đất tốc độ cực nhanh ánh sáng của nhiếp tâm kính chuyển động thiếu nữ đeo lụa trắng trên mặt này cũng lập tức động thân theo sát phía sau Mộc thiết sơn Vương Vũ thì cười lạnh nói Dược lực thú hoa đoan chỉ cần còn tồn tại Trong một khắc thôi Qua một khắc không thể không chui ra Hừm, Để ta xem người có thể trốn tới đâu nào Trong huyết hà trên đỉnh đầu của hắn Mấy ngàn huyết ảnh lao ra Bay đi bốn phương tám hướng Tìm kiếm ở khắp mọi nơi Ba người bọn họ Mỗi người đều tự thể hiện thần thông của mình Sử xuất ra bản lĩnh bổn môn Tìm kiếm tung tích của Diệp Phúc Mộng Sở Vân Tiết Tùng và Tiêu Trường Thanh không có loại thủ đoạn truy tung như bọn họ, chỉ phải đuổi theo bóng dáng của Liễu Như Nhớ. Nhưng cảnh giới của bọn họ có cao có thấp, tốc độ cũng có nhanh có chậm. Chỉ có Mộng Sở Vân mới có thể vững vàng đuổi kịp Liễu Như Nhớ, Tiết Tùng và Tiêu Trường Thanh thì đều bị bỏ xa. Một khắc đã qua, Liễu Như Nhớ vẫn không có đuổi theo được Diệp Húc. Thứ Diệp Phúc ăn vào là Khải Thử Đan, là hồn thú. Hắn mua trên la phù đảo luyện chế mà thành. Trong đó có một con Khải Thử thú hồn tu luyện đến chân nguyên bát phẩm, tốc độ lao dưới lòng đất cực nhanh trong một khắc ngắn ngủi hắn đã chạy đi được trăm dặm ra khỏi thanh châu diệp phúc vừa mới chui ra khỏi mặt đất liền thấy một thiết sơn hùng hổ lao đến đại phủ trong tay bổ xuống giống như một đạo thất luyện dường như liên sơn cũng có thể bổ ra vậy diệp thiếu báo dù người có thu hoa đan nhưng ở trước mặt ta cũng chỉ là trời cao không đường cháy địa ngục không có cửa vào mà thôi hắn mở miệng quát lớn khí thế như núi che trời phủ đất áp chế hướng diệp phúc đoan một tiếng diệp phúc khuy khởi bản long kim trượng đón lấy đại phủ trong tay mục thiết sơn lập tức bắn lên cao hai tay tê dại đại phủ của hắn không ngờ bị người khác đánh ra một lỗ hổng nhỏ khiến tâm hắn đau như đau cắt hắn kêu lên búa của ta một huynh chất lượng cây búa này của ngươi chẳng tốt chút nào cả chỉ sợ là nước hóa thành đi diệp phúc cười dài một tiếng phóng lên cao đột nhiên bóng người áp chế hắn trên dòng sông trên đỉnh đầu mục thiết sơn một con quỷ vương tức giận gào thét tám cánh tay vũ động giống như tám thanh trúc tịch đánh xuống diệp phúc vậy con quỷ vương bốn đầu tám cánh tay này đem tất cả động tĩnh cao thấp trái phải trước sau đều thu vào trong mắt sức chiến đấu kinh người là tuyệt học đứng đầu quỷ vương tông ở một tiếng diệp phúc bị con quỷ vương này áp chế rơi từ trên không trung xuống mặt đất quỷ vương giống giận tám cây nắm đấm to như núi điên cuồng mà nện hướng hắn oanh 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 diệp phúc đỡ hết những nắm tay đánh đến mình nguyên công vận chuyển cậy mạnh bùng phát không lùi mà tiến một quyền rồi lại một quyền đánh tới Bức con quỷ vương này không ngừng lui về phía sau quỷ vương bất diệt chân thân thật sự là vu pháp cực kỳ thượng thừa tuy nhiên so với kiểu chuyển nguyên công của hắn mà nói môn vũ pháp này uy lực còn kém xa diệp phúc nắm tay càng đánh càng nhanh thế như bộ hồ điên tám cánh tay của quỷ vương lại không bằng tốc độ hai cánh tay của hắn bị hắn đánh nát hết cả tám cánh tay kia diệp phúc bay lên trời tay phải hạ xuống trường ấn như tịch hung hăng nện lên cái đầu cực lớn của quỷ vương một trường này hắn phát toàn lực lập tức chụp nát đầu con quỷ vương kia ra toàn thân quỷ vương nổ tung hóa thành từng con cô hồn giác quỷ trở lại trong dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu của mục thiết sơn lập tức lại có một con quỷ vương đứng lên đánh tới diệp phúc đây là chỗ lợi hại của vu sĩ hỗn nguyên kỳ diệp phúc cực cực khổ khổ mới chiến thắng một con quỷ vương với mục thiết sơn mà nói tiêu hao chỉ là một cái lông châu không đáng để lo ngại huyết ảnh ngập trời giết gào lao tới nhanh chóng ngưng tụ thành thân hình của vương vũ đại bào sắc đỏ tay áo phiêu phiêu hắn cười lạnh nói diệp thiếu báo ta xem ngươi còn có thể trốn chỗ nào bóng dáng của hắn vừa ngưng tụ một tòa long độ phạm biến bạch ngọc lâu liền hiện ra trên đỉnh đầu của diệp phúc hùng bi từ trong ngọc lâu thò đầu ra cầm theo lang nha bổng hung hăng nện một gậy xuống vương vũ nổi giận gầm lên một tiếng lập tức huyết ảnh bay loạn đầy trời diệp phúc không dám ham chiến vừa vàng thu hồi ngọc lâu bỏ qua quỷ vương thiên cổ phiên hơi nhón lên một cái hai con tứ sĩ kim tàm hiện ra ở dưới chân một chân một con lập tức chở hắn phóng lên cao lao đi hướng xa xa hắn không sợ mục tuyết sơn cũng không sợ tiêu trưởng thanh cho dù là mộng sầu sảo có ra tay hắn tên là có thể cản được nhưng duy độc huyết thần kinh lại kinh sợ ba phần huyết thần kinh với loại vu sĩ tu vi thấp thân thể mạnh mẽ như hắn mà nói quả thực chính là khắc tinh khuyết ảnh nhập vào cơ thể sẽ mang đi khí huyết toàn thân chỉ trở lại ra người. Nếu như cảnh giới của Diệp Húc cao, còn có thể ngăn cản, nhưng hiện giờ tu vi của hắn mới đến dung nguyên kỳ, vụ pháp địa ngục khuyết ảnh xâm nhập chỉ có thể bỏ chạy. Vương Vũ lại ngưng tụ thân hình, nổi trận lôi đình gào thét đuổi theo Diệp Húc, tuy nhiên, tốc độ phi hành của tứ sĩ kim Tàm cực nhanh. Diệp Húc rất nhanh liền mất ta mất tích. Ngũ quỷ sưu hồn đại pháp của ta, như bóng với hình, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Mục Thiết Sơn sắc mặt xanh mét, rốt cuộc từ trong đả kích vu bảo bị hủy khôi phục lại, hắn nói: "Vương huynh, tiểu tử kia mưu ma chức quý, nếu chúng ta chỉ có một người, chỉ sợ khó có thể giết được hắn, không bằng lên thủ lại." Vương Vũ vừa phế hiện thân, liền bị Diệp Húc đánh cho một gậy, nếu không phải huyết thần kinh thần diệu vô cùng, có thể hóa thân thành hàng nghìn hàng vạn mà chạy thoát, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết rồi. Hắn rốt cuộc không coi thường Diệp Húc nữa, thay vào đó là hết sức kinh rẻ, hắn gật đầu nói: được, cùng ra tay xử lý tên tiểu tử này. Lúc đấy Diệp Húc bay ra hơn ngàn dặm, vẫn không thể bỏ rơi đám người Mục Thiết Sơn. Những đệ tử tinh anh của các môn phái này đầy dẫy thủ đoạn, luôn có biện pháp nắm được tung tích của hắn, truy sát đến. Trong vòng hai ngày, hắn cùng đám người Mục Thiết Sơn ác chiến mấy lần. Nếu không phải hắn thông minh, lại luyện chế ra mấy lô thú hoa đan, chỉ sợ lúc này sớm đã bị bọn họ vây lại, nuốt tận tại chỗ. Mà nguy hiểm nhất không phải Vương Vũ, mà là cô gái hiểu điệu Liễu Như Như kia thiên ma ngây thưởng vũ phát động gần như làm hắn luyện ra tâm ma nếu không phải hắn có một giữ một quả huyết bồ đề chắc chắn sẽ nảy sinh tâm ma chết trong tay của liễu như Nhớ. tu vi của liễu như nhứ đã đạt tới hôn nguyên ngũ phẩm thực lực còn mạnh hơn cả mục thiết sơn thế nhưng mà qua mấy trận chiến này diệp phúc thu hoạch không ít tinh đấu vi trận trận đồ trong y tâm hắn vẫn mở ra cuồn cuộn không ngừng hút chu thiên tinh lực khiến tu vi của hắn tăng lên cực nhanh trong hai ngày ngắn ngủi hắn đã đánh sâu vào dung nguyên lục phẩm Kiểu chuyển nguyên công của hắn cũng đạt được tiến bộ rất lớn Hiện giờ đã tu luyện đến đỉnh đệ thất chuyển Thiếu một bước nữa thôi là có thể vào đệ bắt chuyển Nguyên công của ta tu luyện đến đệ bắt chuyển rồi Dù là liễu như nhớ cũng có thể đấu một trận Thế nhưng mà chỉ sợ vẫn chưa thể ngăn được khuyết thần kinh kia Một vụ pháp này thật sự là quá quỷ dị Không có viên dương hổ lô căn bán là không thể ngăn cản được Diệp Húc ngồi trên lưng của một con kim tàm, tùy cho kim tàm cấp tốc bay đi trên không trung, chu thiên tinh lực trên đỉnh đầu hắn hình thành một lúc xoáy thật lớn không ngừng tuôn vào mi tâm của hắn lập tức hóa thành nguyên khí bị nguyên công ngưng tụ ngàn vạn phù văn thật nhỏ dung nhập vào trong tóc da cơ thể xương mạch máu và huyết quản tinh lực mà tinh đấu vi trần trận đồ sắp đến rồi rào đến không thể tưởng tượng diệp phúc căn bản không thể hấp thu hoàn toàn những tinh lực còn thừa để ngưng tụ hết trong trận đồ thái dương nguyên khí hóa thành một hỏa cầu thật lớn thái âm chi lực hóa thành một mặt trăng những loại tinh khí khác nhau đều hóa thành chu thiên tinh đấu tương ứng. Những ngôi sao đó ở trong trận đồ của hắn càng lúc càng lớn, Thái Dương tinh là lớn nhất, đường kính đã tầm 20 thước. Tấm trận đồ này được nhiều tinh lực làm dịu như vậy cũng dần dần trở nên có uy lực. Nếu như tiếp tục hấp thu không ngừng, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ trở thành một kiện vũ bảo trấn giáo. Chờ đến lúc Diệp Phúc tu luyện đến chân nguyên kỳ, liền có thể tế khởi trận đồ, loại cường giả như Vương Vũ, Liễu Như nhớ một kích có thể loại bỏ cuối cùng tốc độ hấp thu nguyên khí của kiểu chuyển nguyên công càng ngày càng chậm dần dần bão hòa diệp phúc lập tức biết môn tâm pháp này đã được hắn tu luyện tới chỗ cực của đệ thất chuyển bắt đầu bước tiến hướng đến đệ bắt chuyển hắn lại càng không dám chậm trễ mỗi lần nguyên công để thăng một chuyển liền khiến cho thực lực của hắn bạo tăng mấy lần nếu có thể tu luyện đến đệ bắt chuyển như vậy khi giao thủ với đám người liễu như nhớ hắn sẽ không thảm hại đến như vậy thậm chí có thể ngạnh kháng công kích của hai cao thủ Hắn tiếp tục thúc dục nguyên công, trong vô tình, tốc độ hấp thu nguyên khí của môn tâm pháp này chậm tới cực điểm, Rất cuộc bão hòa, mặc cho Diệp Phúc thúc thế nào, dục ra sao, đều không hấp thu một tia nguyên khí nào cả. Tuy nhiên, Diệp Phúc lại phát hiện ra một chuyện cổ quái, nguyên công của hắn cũng không có thuận lợi bước nhập để bắt chuyển như hắn đã nghĩ. Hiện tượng này chẳng lẽ chính là trạng thái giới hạn hay sao? Diệp Phúc khẽ nhíu mày, trạng thái giới hạn là một cách ví von. Lấy băng làm ví dụ, băng tan thành nước có một loại trạng thái là nước và đá cùng tồn tại cân bằng lẫn nhau nhiệt độ hơi cao sẽ hóa thành nước hơi thấp sẽ kết thành một khối băng hoàn chỉnh kiểu chuyển nguyên công của hắn tu luyện đến trạng thái giới hạn nếu muốn phát sinh biến chất nhất định phải có ngoại lực thêm nhiệt độ cho băng khiến băng tan thành nước diệp phúc liên cuồng thúc giục nguyên công liều mạng nâng cao tốc độ vận chuyển đồng thời gia tăng lượng nguyên khí đang cung ứng khiến cho thiên tinh lực lấy một loại tốc độ khủng bố hóa thành nguyên khí liều mạng lấp đầy nguyên công chỉ trong chốc lát nguyên khí trong cơ thể của hắn như sóng biển mênh mông vừa chống lại vừa chướng có một loại cảm giác như chống đỡ không nổi mà sắp nổ tung vẫn chưa được đủ vẫn chưa đủ diệp phúc tiếp tục vận chuyển tâm pháp áp bách nguyên công cố gắng khiến cho môn tâm pháp này tiếp tục hấp thu nguyên khí nguyên công lao nhanh nhưng vẫn không hấp thu nguyên khí áp lực vẫn chưa đủ diệp phúc mở hết nguyên năng của tương tinh đấu với trần trận đồ unun un, liên tục hóa thành nguyên khí lại qua một lát sau thân thể của hắn đã mơ hồ có xu thế không chịu được làn da phồng lên từng tiên nguyên khí theo lỗ chân lông hắn phun trào ra ngoài mắt tai miệng mũi thậm chí cả tóc đều bắt đầu toát ra khói trắng suy suy da của hắn đột nhiên vỡ ra một dòng máu tươi từ miệng vết thương phun trào trong chớp mắt da hắn bị nguyên khí no đủ ép vỡ ra hơn 10 vết thương máu tuôn ra như suối ta không tin là không thể đột phá được diệp phúc cắn răng cố chống đỡ đôi mắt hắn cũng bắt đầu đổ máu hai hàng huyết lệ theo hai bên má mà chảy xuống loại áp lực này hắn cũng không chịu được nếu như cứ tiếp tục chảy máu như thế hắn chắc chắn sẽ cạn kiệt máu mà chết hắn đang định bỏ qua đột nhiên cảm thấy kiểu chuyển nguyên công bắt đầu hấp thu nguyên khí tuy rằng rất chậm nhưng cuối cùng là đã có tiến cảnh kết quả này khiến cho hắn mừng rỡ tiếp tục biến tinh lực thành nguyên khí lỗ chân lông của hắn bắt đầu vỡ ra huyết vụ phun ra ngoài lập tức bị nguyên khí hừng hực trưng lên nhìn từ xa diệp phúc bị một đám sương mù màu mọng đỏ máu quay xung quanh tựa như đang tu luyện vô pháp tà môn nào đó vậy cũng may nguyên khí vừa tàn phá thân thể hắn vừa lại được ngọc lâu đưa tới sinh cơ không ngừng mà chữa trị tổn thương trên cơ thể cuối cùng diệp phúc cũng không có bao nhiêu trở ngại còn có thể tiếp tục mà kiên trì rốt cuộc không biết qua bao lâu hắn đột nhiên cảm giác được áp lực giảm xuống kiểu chuyển nguyên công bắt đầu tùy ý lao đi với một tốc độ khủng bố hấp thu nguyên khí dư thừa trong cơ thể hắn Nguyên công tầng thứ bảy cuối cùng cũng được ta luyện thành rồi. Diệp Phúc trong lòng vừa mừng vừa sợ, nâng tay lên nhìn, chỉ thấy bàn tay hắn mềm mại như ngọc. Hắn nhìn kỹ lục phủ ngũ tạng, phát hiện tâm can tỷ phế, can đảm tràng vị cũng biến thành ngọc chất trong suốt. Thậm chí cả xương cốt cũng biến đổi giống như bạch ngọc vậy. Nguyên khí của hắn lúc đầu hóa thành màu đỏ thẫm, so với trước đây càng thêm vững chắc, không gì phá nổi. Nguyên khí của đại nhật như luân dựng thẳng phía sau hắn, giống như một vòng huyết nhật liệt dương tản ra nhiệt lực vô cùng vô tận. Không biết uy lực vô pháp của ta nâng cao được mấy thành đây. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, một con huyết dao từ phía sau bơi ra, hắn huy khởi mà long kim trường, nên một cái thật mạnh, con huyết dao kia bị một trượng của hắn đập vỡ thành hai đoạn. Diệp Húc không khỏi nhíu mày. Uy lực vô pháp của ta vẫn kém sức chống đỡ của thân thể, xem ra chỉ có thể tu luyện đến tam chân cánh luyện ra chân nguyên mới có thể tăng lên uy lực của thanh tiêu kiểu kích được. lúc đó mới tới cường độ có thể chống lại đám cao thủ như mục tiết sơn kia. nếu đám người mục tiết sơn ở đây chắc chắn sẽ dần giữ gầm lên trách mắng hắn lòng tham không đáy. diệp phúc cầm bàn long kim trận trong tay, hơn nữa bản thân hắn có sức mạnh to lớn, một kích hạ xuống ngay cả vu bảo bình thường đều dập nát. một số vu bảo cấp bậc cao hơn cũng bị phá rách nát, uy năng giảm mạnh nếu là vũ bảo của hắn có thể tăng lên tới trình độ chống lại được màn long kim trường như vậy đám người mục thiết sơn căn bản sẽ không giao thủ với hắn mà là có thể trốn được bao xa thì liền trốn bấy nhiêu dù sao tính linh hoạt của vũ pháp còn vượt qua cả vũ bảo thanh giao kiểu kích của hắn nếu như thật sự có cường độ như này chỉ sợ một kích hạ xuống lập tức giết chết một đám cường giả hạ nguyệt kỳ hiện giờ lực lượng thân thể ta hơn xa với vũ pháp chỉ sợ càng giống như một tên vũ phu mà không phải vũ sĩ hồ mưa gọi gió Diệp Phúc tự giễu trong tâm mình, thân là vô sĩ, đương nhiên là thao túng đủ loại vu pháp, giết người trong vòng vài dặm, chém giết cận thân mà nói, đúng là hành vi của vô phu. Đối với một vô sĩ mà nói thì không thể thực hiện. Nếu như tu luyện ra nguyên đan, thậm chí có thể tế khởi vu bảo, lấy tính mạng kẻ khác trong vòng trăm dặm, người khác chưa lấy lại tinh thần thì đã bị vu bảo giết chết, làm người ta khó lòng phòng bị. Nhưng cao thủ tu luyện ra nguyên đan cũng không nhiều như vậy, gần như đều là đứng đầu một phái. Loại cảnh giới này với hắn mà nói không biết xa xôi đến mức nào. Ngọc lâu của ta đã lớn thành long độ phạm biến bạch cọc lâu ba tầng. Chờ tu luyện đến tam chân cánh, lập tức có thể mở ra không gian tầng thứ hai. Không biết trong đó có tâm pháp kế tiếp của Chu Thiên Tinh đấu luyện kỹ thuật hay không. Diệp Húc có chút chả mong, lại có chút không yên lòng. La lịch của Ngọc lâu của hắn của quái không phải đạt được thiên đạo truyền thừa bình thường mà là bẩm sinh. Hơn nữa khi tòa Ngọc lâu này mới xuất hiện chỉ có một tầng, ngay cả lâu cũng coi như không hơn. Hấp thu linh khí mới có thể dần lớn dần. Không gian tầng thứ hai có tâm pháp tiếp theo của Chu Thiên Tinh đấu thuật luyện khí hay không hắn cũng không dám khẳng định cũng may gần đây ta cần tu khổ luyện như vậy không lâu sau sẽ có thể đột phá được tiến dần từng bước trở thành Vu sĩ Tam chân cánh đến lúc đó mở tầng thứ hai của Ngọc lâu ra đi vào nhìn một cái là biết liền chỉ có điều tâm pháp tiếp theo của Chu Thiên Tinh đấu thuật luyện khí còn có hy vọng thế nhưng tâm pháp tiếp theo của Kiều chuyển nguyên công ta không biết phải đi nơi nào mà tìm đấy diệp phúc nhăn mày Môn tâm pháp kiểu chuyển nguyên công này là tổ tiên Diệp ra trong lúc vô tình đạt được. 300 năm qua không ai thử tu luyện cả. Chỉ có hắn mới tu luyện môn tâm pháp này đến cảnh giới cực cao. Thế nhưng mà tâm pháp hắn tu được chỉ có cuốn thứ nhất tu luyện đến chân nguyên kỳ thì không thể tiếp tục được nữa. Chỗ thần diệu của môn kiểu chuyển nguyên công này còn hơn cả chu thiên tinh đấu thuật luyện khí cũng cực kỳ hiếm có. Ngay cả bậc cao nhân như Bách Khoa Cung Chủ đều chưa từng nghe qua mà ở trên đại hội La Phù Đảo, Diệp Phúc cũng tìm kiếm mọi nơi cũng không tìm được người bán ra môn tâm pháp này. Nếu chỉ có thể tu thành nguyên công cuốn thứ nhất, không tu luyện pháp môn tiếp theo, cái kia thật sự là đáng tiếc. Uy lực môn tâm pháp này tuyệt đối hơn các loại cấm pháp trấn phái của các môn phái khác không chỉ một hai bậc. Diệp Phúc kiềm chế tâm trạng, đột nhiên chú ý tới phía trước hơn 10 dặm có một tòa thành thị. Tâm hắn khẽ động, lập tức thu hồi tứ sĩ thiên tàm, đứng dậy nhảy vào trong thành. Chờ khi vào trong thành rồi, Hắn thò người ra nghe ngóng một chút, không khỏi thấy làm kỳ lạ. Tòa thành này tên là Lương Châu, chính là biên thủy Tây vực Đại Tần quốc. Lúc trước Diệp Phan rời khỏi Diệp gia, cũng đi tới Lương Châu, tính cướp bóc vũ sĩ xung quanh, tế luyện vũ bảo bách quỷ phiên của hắn. Không biết Diệp Phan tiền bối có còn ở Lương Châu hay không đấy. Ưng ừ, tiên sinh đã tìm được con trai Ưng kiểu Kiêu hay chưa? Lấy ánh mắt Diệp Húc bây giờ, thực lực của Diệp Phan tối đa và đám người Tiêu Trường Thanh cũng không sai biệt nhiều. Ưng ừ, tiên sinh thì cao hơn một bậc, lấy thực lực trước mắt của hắn đủ để chống lại bọn chúng. Khi hắn mới rời khỏi Liễu Châu, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lương Châu là biên cương của Đại Tần, cách chiến trường Tần Hán chỉ có vài trăm dặm. Khác loại thành nhỏ nơi biên cương như Liễu Châu, nơi này vô sĩ rất nhiều. Có thể thường thấy được vô sĩ phóng lên cao, bay đi hướng Tây, rồi lại thỉnh thoảng có chiến xa từ phương xa chạy đến. Trong xe là quân sĩ Đại Tần, tu vi thấp nhất cũng là chân nguyên kỳ. Loại chiến xa này là vũ bảo trong quân đội, phòng ngự mạnh, tốc độ phi hành nhanh. Vũ sĩ ngồi trong xe có thể tùy tiện tung vô pháp tế khởi vũ bảo mà đánh chết đối thủ. Chiến trường Tần Hán cách nơi này không xa, không hề ít vũ sĩ đi tới chiến trường để mà rèn luyện. Đại đa số mọi người lựa chọn nơi này để tiếp tế nghỉ ngơi. Diệp Phúc đi dọc theo đường phố, đánh giá xung quanh, chỉ thấy thành Lương Châu buôn bán phát đạt hơn Thanh Châu rất nhiều. Chẳng qua không náo nhiệt như đại hội La Phù Đảo, cũng có không ít vũ sĩ dựng cửa hàng bán các loại tài liệu vu pháp vu binh cùng với vu bảo còn có không ít người trực tiếp bãi quầy hàng ở bên đường hét to giao hàng những thứ bọn họ bán ra cũng đủ chủng loại nơi đây cách chiến trường tần hán không xa thường có vu sĩ xông vào chiến trường lịch luyện săn bắt vu sĩ chính đạo đại hán bởi vậy trong mấy thứ này có không ít là vu bảo và công pháp chính đạo giờ phúc nhận thấy có người còn trực tiếp giam cầm vài tên vu sĩ chính đạo cho thành hàng hóa bán ra giá cực cao những vua sĩ chính đạo đó sắc mặt u ám giống như một con sân dương đợi làm thịt thể diện đã mất hết người mua vua sĩ chính đạo không ngờ không hề ít mà trở thành một trò giải trí mang tính chất đánh bạc sau khi bọn họ mua vua sĩ chính đạo xong liền một đao giết chết, chết nhìn trong bảo tháp có bảo vật đáng giá hay không có người bởi vậy mà phát tài đạt được vài món vu bảo mà nhiều người chỉ đạt được một ít tài liệu cấp thấp mà thôi nơi này tuy là biên thủy còn chưa tới chiến trường tần hán nhưng hơi thở thảm thiết đã phả vào mặt khiến cho Diệp Phúc thất kinh trong tâm. Vu sĩ nơi đây tu vi có cao có thấp, có tiểu vu sĩ bổ nguyên kỳ, cũng có cao thủ đan đỉnh kỳ, dòng rắn hỗn tạp. Đột nhiên một làn hơi thở tối tăm từ xa xa truyền đến, Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tám cái chiến xa ầm ầm bay đến, hạ thẳng xuống trong thành. Trong đó trên một chiếc chiến xa, vài vị quân sĩ nâng một vị cường giả đã luyện ra nguyên đan xuống. Chỉ thấy người này toàn thân đều là máu, hấp hối, được rất nhiều người quân sĩ vây quanh, hộ tống vào thành dưỡng thương. Vị cường giả này thân mặc giáp trụ, tuy rằng sắp chết nhưng sắc mặt uy nghiêm, hẳn là nhân vật cấp tướng quân trên tiền tuyến, là một cao thủ cùng cấp bậc với các tông chủ, môn chủ các môn phái. Không ngờ cường giả như vậy cũng sẽ bị trọng thương, làm Diệp Húc không nói lên lời, đồng thời cảm giác được đại tần thật là hùng mạnh. Đại tần lấy vu lập quốc, thủy hoàng đế đánh khắp thiên hạ, không có địch thủ, thành lập hoàng triều hiền hách, những môn phái chỉ là những thế lực nhỏ bé thôi, so với triều đình thì không là gì cả, đương kim triều đình mới là môn phái thế gia lớn nhất trên đời này nội tình cực kỳ vững chắc diệp phúc nhìn đến cảnh tượng này không khỏi cảm thán trong lòng khai quốc hoàng đế đại tần hùng tài phách lược ngay cả những thế gia cổ xưa như hạ gia đông hoàng cũng không thể không thần phục bán mạng cho triều đình bởi vậy đại tần mới có thể thành lập nên hùng đồ bá nghiệp truyền lại cho con cháu đời sau một hoàng triều có được ngàn vạn dặm lãnh thổ những thứ này không phải thế gia môn phái có thể có được một tờ chiếu thư vô sĩ trong thiên hạ đều phải phục tùng nếu không sẽ bị thiết kỵ đại tần trừng phạt gặp họa diệt môn tuy nhiên dù là đại tần cũng không phải hoàng triều hùng mạnh nhất trong lịch sử hoàng triều thống nhất thiên hạ chân chính có thể mưu đoạt thiên đế vị thậm chí sinh ra thiên đế thống trị nhân gian và thiên giới chỉ có làm được như thế mới chính là bá chủ thiên hạ tỷ như đông hoàng thế gia xuất hiện một vị thiên đế hạ gia trung châu thành lập đại hạ hoàng triều tuy rằng xuất hiện hai vị cộng chủ thiên hạ thậm chí tạo ra kiều đỉnh chấn áp thần châu, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể bước một bước cuối cùng trở thành thiên đế. Từ khi vị tướng quân này vào thành Lương Châu dưỡng thương, toàn thành lập tức giới nghiêm, quân sĩ xuất hiện khắp nơi, đằng đằng sát khí. Những quân sĩ đó không phải là những con chim hoàng yến người dưỡng trong một phái như Mục thiết Sơn, Vương Vũ mà đã trải qua xa trường và sinh ra tử, giết người thế máu, từng lăn qua lăn lộn trong đống thi thể người chết, dùng đầu kẻ thù tạo ra chiến công hiển hách cho bản thân thực lực so với vũ sĩ cùng cấp độ hùng mạnh hơn gấp mấy lần cho dù diệp phúc thấy cũng có một loại cảm giác ghê sợ đây là cường quân chân chính bất cứ lúc nào cũng có thể bày ra sát phạt đại trận cho dù cao thủ cao hơn bọn họ vài cảnh giới cũng rất có khả năng sẽ bị bọn họ chém chết đây là tình hình của quân đội một hoàng triều không phải môn phái bình thường là có thể đánh đồng được lương châu thành có vị tướng quân này chấn thủ ta coi như an toàn cho dù đám người mục tiêu sơn có to gan lớn mật như thế nào đi chăng nữa cũng không dám động thủ ở trong thành Diệp Phúc tìm một nhà trọ đặt một gian phòng hảo hạng ở lại Lương Châu Hắn vừa mới bước vào liền thấy hai người Mục Tiết Sơn và Vương Vũ cùng đuổi theo Đám người Liễu Như nhứ Mộng Sở Vân theo ngay sau đó Sáu người này hiển nhiên cũng đã hỏi thăm rõ ràng Có một vị tướng quân đại tần đang dẫn thường ở đây Cho dù là bọn họ cũng không dám làm càn động thủ giết người ở trong thành Sáu người này tìm được nơi Diệp Phúc trọ cũng đặt sáu gian phòng hảo hạng Vây xung quanh phòng của Diệp Phúc Mộng sư tí, liễu sư tí, tiểu đệ đã đặt phòng rồi, cùng nhau vào ngủ thôi. Diệp Phúc đứng trước cửa sổ, cười tùm tỉm mà chào hỏi bọn họ. Mộng Sở vân thẳng nhiên cười, dịu dàng nói. Diệp đà chú, hạ cứ gì phải phô trương thanh thế như vậy? Người có vùng vẫy cũng vô dụng thôi. Chết sớm mà chết muốn, cũng đều là chết cả. Sao lại không thành toàn cho vài vị sư huynh đây đi? Nàng ta khuyên Diệp Phúc đừng trúng cử nữa mà nhận lấy cái chết đi. Không ngờ lại có thể nói ra hiên ngang, lẫm liệt, nhất phá chính xác. Liệu như như lưu chuyển đôi mắt, cười khen khách mà nói Diệp tiểu ca nhi, tiếp thân đây lập tức bước qua, chỉ sợ chàng không chịu được thôi. Nàng ta cười đến thân thể yêu kiều, phát run cả lên. Hm, đồ đàn bà dầm đẵng. Diệp húc thầm mắng. Lưu như như sắc mặt xanh mét, định ra tay, lại sợ dẫn quân sĩ đại tần tới. Oán hận, chừng diệp húc một cái, xoay người đi vào trong phòng. Giờ một tiếng, trong phòng chuyển đến tiếng quang chén tập bát. Diệp huynh. Dù võ mông của ngươi có lợi hại đi chăng nữa Vẫn có lòng mà thoát chết được Lúc bấy giờ Tiết Tùng chấp hai tay sau lưng Mỉm cười nói Tướng quân đại tần chỉ dưỡng thương ở nơi này Chỉ cần thương thế ông ta khỏi Sẽ rời khỏi nơi đây Đến lúc đấy chính là tử kỳ của Diệp Huynh nhà ngươi đấy Ồ oh, Tiết Thế Huynh Không phục thì chúng ta có thể đấu một mình Diệp Phúc cũng cười tùm tìm nói Tiết Tùng hư lạnh một tiếng Diệp Phúc ra thô thịt dày Nếu đấu một mình hắn không có phần thắng Vương Vũ lại điểm như nói Diệp đà chú, Ta đấu với ngươi Nếu như ngươi có gan Chúng ta ra ngoài thành quyết sinh tử Lần này đến lượt Diệp Phúc không nói ra lời Cho dù hắn tu luyện kiểu chuyển ngân công đến tầng thứ 8 Nhưng cũng không thể ngăn cản được quyết thần kinh của Vương Vũ Đáng tiếc Uy năng viêm dương hổ lô của ta đã tổn hao quá nhiều Nếu không thì có thể thoải mái Mà ngược chết hắn rồi Diệp Phúc cam phấn trong lòng thầm nghĩ Viêm dương hổ lô có thể nói là khắc tinh của huyết thần kinh Viêm dương lôi hỏa trong đó có thể dễ dàng đốt huyết ảnh thành cho tàn nhưng viêm dương lôi hỏa trong quả hồ lô này đã bị diệp phúc phóng thích hết tuy hồ lô vẫn nóng bức vô cùng như trước nhưng đã không thể đối phó được với huyết thần kinh nữa diệp phúc quay trở lại trong phòng mở tinh đấu vi trần trận đầu ra dắt chu thiên tinh lực hình thành dị tượng khủng bố chỉ thấy trên bầu trời lương châu một lúc xoáy thật lớn hình thành giống như một cái phễu chu thiên tinh lực cuồn cuộn không ngừng tụ tập tiến vào mi tâm của hắn khí thế của hắn phóng lên cao làm cho khách nhân trong nhà trọ cũng phải không yên sau lưng hắn nguyên khí giống như một vòng nắng gắt hình thành một hỏa cầu to lớn ước chừng 10 thước đỏ rực một mảnh phát ra nhiệt lực vô cùng vô tận ngay cả nhà trọ cũng bị đốt ra một lỗ to nguyên khí của hắn hóa thành từng con dao long bơi qua bơi lại trong nắng gắt mấy trăm con huyết dao chen trúc một chỗ sắt khí long trở lở đất đám người thiết tùng không quan tâm bị khí thế của hắn áp chế trên đỉnh đầu đều tự hiện ra một dòng sông dài đem mái hiên nhà trọ mà tung bay đi sáu con sông dài lưu chuyển các loại tâm pháp thúc dục nước sông tản ra những khí thế khác nhau. Buổi chiều cùng ngày, những khách nhân khác trong nhà trọ đều chuyển chỗ, chỉ còn lại Diệp Phúc và đám người Tiết Tùng, nhưng cũng có người không rời đi, ước chừng có bốn người, đều là cao thủ hỗn nguyên kỳ, không hề kém đám người Tiết Tùng, bởi vậy không có sợ hãi. Chủ nhà trọ nơi đây khổ không thể tả, lại không dám đuổi bọn họ đi, chỉ phải cẩn thận mà tiếp đãi. Từ ngày đó tới giờ, Diệp Phúc chạy đi liên tục, lúc này mới có cơ hội nghỉ ngơi xả hơi, lên ngồi lại, gia tăng tu luyện nguyên khí quanh thân hắn càng ngày càng mãnh liệt, tu vi tăng lên liên tiếp, nguyên khí cũng càng lúc càng nóng, càng lúc càng nồng đậm. Vũ sĩ tu luyện đến dung nguyên kỳ, nguyên khí toàn thân càng ngưng tụ lại, nồng đậm như tương, sau đó mới dần dần hóa thành chân nguyên, luyện giả vi chân. Tu vi nguyên khí của hắn đã đạt tới dung nguyên lục phẩm, cách cửu phẩm còn ba cảnh giới nữa. Lúc này, hắn buông tâm tư, khổ tu không ngừng, tu vi lại tinh tiến, thẳng đến dung nguyên thất phẩm. 10 ngày trôi qua, nguyên khí của hắn cuối cùng cũng đột phá, bước vào cảnh giới thất phẩm. Tiến vào cảnh giới này, Diệp Phúc chỉ cảm thấy cảm ứng giữa nguyên khí và bản thân càng ngày càng chặt chẽ. Khi hắn hô hấp, nguyên khí dường như cũng hô hấp, mặt trời chói chang sau lưng cũng lúc lên lúc xuống, lúc to lúc nhỏ. Hắn đã mơ hồ tìm được đến danh giới luyện giả vi chân. Đám người tiếp tùng cũng chú ý tới sự biến đổi của khí thế của Diệp Phúc trong lòng thất kinh. Những ngày qua, sáu người bọn họ đuổi giết Diệp Phúc, chứng kiến hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó đối phó hơn. Hiện giờ lại nhìn thấy tu vi của hắn tinh tiến, không khỏi có một loại cảm giác lo sợ. Nếu để mặc cho tiểu tử này trưởng thành, nhiều nhất là một năm nữa, cho dù sáu người chúng ta có liên thủ, chỉ sợ cũng không hành phục được hắn. Mục Thiết Sơn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mà nói. Diệp Húc lực lớn vô cùng, cầm bàn long kim trượng quả thật chính là một cái vu bảo sát thủ. Vu bảo của Tiết Tùng, Tiêu Trường Thanh và Mục Thiết Sơn bị hắn đập cho gần vỡ nát. Chẳng qua cảnh giới tu vi của Diệp Phúc còn thấp, có thể bị bọn họ khắc chế được nếu như Diệp Phúc trưởng thành đến cảnh giấy tu vi như bọn họ, lúc đó sáu người bọn họ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vị tướng quân kia sao chưa trước khỏi thương thế, rời khỏi lưng châu đi cho rồi. Sáu người âm thầm lo lắng cầu mong. Hai ngày nữa lại trôi qua, vào lúc đêm khuya, trong thành lưng châu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Diệp Phúc từ trong tu luyện bừng tỉnh, ngẩng đầu mà nhìn, chỉ thấy trên không trung thành lưng châu đột nhiên hiện ra một tòa tịch nhiên lâu, xuất thác ngọc lâu 4 tầng, Hóa thành một đạo linh quang tan đi Sao? Vị tướng quân kia đã chết sao? Diệp Phúc và đám người Mộng xảo Vân Nhìn mà nghẹn họng Sau một lúc không nói ra lời Vị tướng quân Tần Quốc đã tu luyện ra nguyên đan kia Không ngờ bị trọng thương Không chữa khỏi Chết trong thành Lương châu Tòa tịch nhiên đâu xuất thác Ngọc Lâu 4 tầng này Đúng là ông ta được thiên đạo truyền thừa Tốc độ tiêu tán của Ngọc Lâu càng lúc càng nhanh những vật vị tướng quân kia khi còn sống thu vào trong ngọc lâu đều rơi xuống không biết là bao nhiêu bảo vật làm những vũ sĩ trong thành nhìn mà thèm thuồng. Trong đám bảo vật chỉ thấy một con dấu to như một ngọn núi từ không trung rơi xuống làm lương châu thành rung lên không ngừng, phong đổ nhà sụp. Trừ cái đại ấn này còn có một cái chính kỳ lơ lửng giữa không trung tung bay phấp phới, che khuất nửa bầu trời Lương châu, tản ra vô tận sát khí. Mặt chính kỳ này và khối đại ấn kia rõ ràng đều là trọng bảo cấp chấn giáo. Sau khi vị tướng quân kia mất đi, những trọng bảo đó cũng biến thành vật vô chủ nếu có thể đoạt lấy mặt đại kỳ và cái đại đại ấn kia ta còn phải sợ bất cứ kẻ nào hay sao diệp phúc đột nhiên toát ra một suy nghĩ to gan lớn mật ở trong đầu mình thành lương châu nằm ở vùng biên giới những vũ sĩ qua lại nơi này đều coi trời bằng vung không chỉ có diệp phúc có suy nghĩ này thậm chí có người liền hành động ngay chỉ thấy trong đám nhà trọ nơi diệp phúc ở lập tức có một cao thủ phóng lên cao chân nguyên trên đỉnh đầu của hắn bắt đầu khởi động giống như một dòng sông dài mênh mông bên trong dòng sông những làn sóng đột nhiên sục sôi hóa thành một bàn tay to tầm một mẫu trực tiếp chụp tới mặt chiến kỳ kia cùng lúc đấy hơn một luồng hơi thở hùng mạnh phóng lên cao không ngờ có mười mấy tên cao thủ cùng ra tay định thừa dịp loạn mà cướp hai kiện vu bảo chân giáo này đi trong đó thậm chí có một gã cường giả đan đỉnh kỳ tế khởi đan đỉnh mình luyện chế đổ xuống định thu tất cả bảo vật đi diệp phúc khoảng sợ phát hiện vị cường giả đan đỉnh kỳ này rõ ràng là một khách nhân trong nhà trọ nơi mình ở chỉ là một lão giả bình thường lúc này lại tản ra khí thế vô cùng khủng bố thao túng đan đỉnh từ xa nhìn lại liền đi thu đi những bảo vật kia khí thế của hắn mạnh lập tức làm cho nhà trọ bùng nổ vỡ nát từng luồng ma khí bay lượn quanh thân san bằng nhà trọ bức cho đám người dập húc không thể không bay lên miễn cho bị dư âm của hắn quét chúng đám người tiếp tùng cũng không ngờ rằng trong ngôi nhà trọ này lại cất giấu một việc cao thủ như vậy trong lòng khiếp sợ vạn phần hai kiện vũ bảo chấn giáo Vị tướng quân tần quốc này thật đúng là giàu có mà Đám người mục thiết sơn trong mắt tinh quang lóe ra Cũng phóng người lên cao Chộp hướng hai kiện vũ bảo kia Hạ gia truyền chu sát lệnh với Diệp Húc Chẳng qua là xuất ra từ một kiện vũ bảo cấp chấn giáo Làm tiền thưởng Mà hiện giờ lại xuất hiện hai kiện ở đây Làm cho người ta không thể không động tâm Thậm chí ngay cả đệ tử Lạc Già Sơn như Mộng Sảo Vân Luôn luôn phong khinh văn đạm Lúc này cũng không nhận được mà ra tay tranh đoạt Không chỉ có bọn họ Mà thành Lương Châu vốn là nơi dòng rắn hỗn tạp những vũ sĩ tới nơi này lịch luyện rất nhiều thiết kế đại tần tuy rằng uy danh hiển hách nhưng lúc này ở trước trọng bảo những người này cũng không chấn áp được lòng tham đều ra tay nhất thời trên bầu trời thành lương châu nơi nơi đều là vua pháp vua binh vua bảo rất chói mắt lộng lẫy loại tình cảm khủng bố này diệp phúc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người vừa mới chạm vào mặt chiến kỳ kia lập tức bị không biết bao nhiêu người giết chết thậm chí vị cường giả đa đỉnh kỳ kia cũng không dám tới gần bị sợ bị người ta hại những tướng sĩ quân tần đi theo vị tướng quân kia đối mặt với tình hình này cũng đành bất lực bọn họ nhân số ít đành phải tạo thành một liên đoàn đại trận bảo vệ kiện đại ấn kia chỉ thấy trận pháp vận chuyển vô số ánh đao dày đặc bên trong trận giống như một cái cối xây thịt thật lớn bất cứ kẻ nào dám can đảm xông vào đều bị giết ngay tại chỗ hai kiện bảo vật này chính là di vật của mộ dung tướng quân ai dám cướp đoạt mộ dung gia ta sẽ giết cả nhà kẻ đó một gã quân sĩ trầm giọng quát lên mọi người làm như không nghe thấy căn bản không để uy hiếp của bọn họ vào trong mắt con người chết vì tiền tài chim chóc chết vì thức ăn nắm giữ một kiện vu bảo chấn giáo liền có thể thành lập một môn phái loại nhỏ truyền lại vu bảo qua nhiều thế hệ sao không làm cho người ta động tâm cho được chỉ là vài câu uy hiếp liền dọa cho họ chạy đi những người như vậy cũng không xứng làm vũ sĩ diệp phúc trần chừ một lát lắc lắc đầu không gia nhập vào trong tranh đoạt những kẻ ra tay tranh đoạt rất nhiều dù lấy thân thể dũng mãnh với cửu chuyển nguyên công tầng thứ 8 chỉ sợ cũng bị giết trong nháy mắt hắn lặng lẽ thú lui bay ra lưng châu thành đi hướng chiến trường tần hán chiến trường tần hán là nơi lịch luyện tốt nhất trong thiên hạ nhất là đại mạc tây hoang ranh giới giữa hai nước tần và hán là mảnh đất hòa hoãn của chiến trường không biết bao nhiêu vũ sĩ tưởng lui tới nơi đó có người nghe theo triều đình xe phái lại có kẻ vì lịch luyện chém giết hơn nữa ở trong đại mạc tây hoang có không ít di tích thượng cổ thường xuyên có vũ sĩ tiến vào di tích trong một đêm giàu lên đột ngột trong thành lưng châu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào chỉ nghe vô số người hò hét Chiến kỳ bị mạnh nó ra Thiên chỉ phá cấp đi rồi Đừng để cho hắn chạy Diệp Phúc trung tâm vừa động Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một đại hán khôi ngô ôm lấy cột cờ Vừa đánh vừa lui Chính là bay tới bên này Vù 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 Đại hán khôi ngô kia đem hết toàn lực Khuy cờ mở ra Chỉ nghe một tiếng nổ Cửa thành lưng châu ầm ầm sập xuống Mười vũ sĩ xông lên trước Bị uy năng của mặt đại kỳ này vặn nát Thậm chí vu bảo của bọn họ cũng vỡ thành một mịn, không còn tồn tại nữa uy năng của mặt đại kỳ này vượt qua tưởng tượng của mọi người đại hán kia tu vi mới hạng nguyệt kỳ chỉ dựa vào mặt đại kỳ này liền đánh chết mười mấy người trong đó thậm chí có cả ba gã cường giả hỗn nguyên kỳ càng thêm nhiều người đổi ra thành lưng châu trong đó lão già đan đỉnh kỳ kia tế khởi đan đỉnh của mình lập tức miệng đỉnh to lên hơn 10 trượng vù một tiếng bay đến trên đầu đại hán khương ngô trong đỉnh truyền đến lực hút tuyệt cường muốn hút hắn vào trong đỉnh luyện hóa đi đại hán khương ngô vung kỳ quét qua lập tức quét bay khẩu đại đỉnh này lão giả kia sắc mặt đổ lên như gan lợn hiển nhiên là bị đại kỳ chấn cho bị thương nhẹ mạnh lão nhị tu vi thấp mặt đại kỳ này hắn vung không được đâu chỉ cần mấy lần thôi sao hết tu vi mất thôi một gã vô sĩ hét to đại hắn khôi ngô giận tím mặt kêu lớn còn mộ lưu chấn kia người cũng là đệ tử thiên chỉ phái ta sao lại vạch trần ta đồ phản bội không biết bao nhiêu vô sĩ cùng nhau đánh tới đại hán khôi ngô không dám đánh bừa vừa chiến vừa lui mặt đại kỳ này uy năng vô cùng chính là vũ bảo cấp chân phái thậm chí cường giả đa đỉnh kỳ cũng dễ dàng bị chấn thương mọi người cũng không dám bức chặt miễn cho bị đại kỳ này đánh cho liền chết hôm nay về cổng lão tử chờ lão tử ra tay cho tất cả các ngươi chết có nhịp điệu đại hán khôi ngô kêu lên dòng điệu vô cùng kiêu ngạo đột nhiên đo một tiếng một cây kim trượng đập vào ót hắn đập vỡ đầu của hắn đại hán khôi ngô này chết vô cùng nghẹn khuất thậm chí còn không biết là ai ra tay cứ theo mạng dễ dàng như vậy diệp phúc cũng nhìn ngồi người nọ một đường lui về phía sau lùi đến cạnh người của mình đúng là phòng bị rất chặt những người ở phía trước nhưng phía sau cũng không bố trí phòng vệ không ra tay thì có chút băn khoăn lúc này mới vung trượng đánh chết hắn ta ồ oh, của bất chính bay thế nhá diệp phúc chấp chấp mắt hắn vốn không định đoạt bảo mà đại hắn khôi ngô này lại cố tình chạy đến như vậy mà không lấy ngay cả ông trời cũng không nhìn được thật là nắng Diệp Phúc ôm lấy cột của mặt đại kỳ này, lập tức cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè xuống, suýt nữa không đứng dậy được. Mặt đại kỳ này nặng kinh người, hơn bản long kim trượng không biết bao nhiêu lần. Cột cờ của nó còn to hơn cả eo hắn, phủ đầy các loại hoa văn như dao như mãng, quái dị vô cùng. Thằng nhóc kia, mau buông thiết thuyết chiến kỳ ra, lão phu tha cho ngươi một mạng. Vị cường giả đang đỉnh kỳ kia phi tới, sắc mặt âm trầm quát lên. Tiểu tử, Giao thiết huyết chính kỳ cho ta Ta có thể bảo vệ cho ngươi không chết kìa Thêm nhiều cao thủ bay tới Từ xa quát lớn Diệp Phúc cố gắng ổn định thân mình Phấn nộ quát lên Các ngươi ai dám đi đến Ta quét tại kỳ một cái thôi Cho tất cả các ngươi chết có nhịp điệu Hắn nghe được đại hắn khôi ngô kia hô lên những lời này Cảm thấy rất khí thế liền học theo gầm lên Mọi người vội vàng dừng lại Cách khái một dặm không dám tiến lên nữa Uy năng của thiết huyết chính kỳ Ngay cả cao thủ hỗn nguyên kỳ Cũng có thể dễ dàng mất mạng khẽ vung kỳ lên liền đánh chết một đám bọn họ cũng phải e sợ mộng sở vân chậm chậm bay đến mân miệng cười nói diệp đà chú thật biết nói đùa hiện giờ tu vi của ngươi mới là dung nguyên kỳ có thể tới được mặt đại kỳ này hay sao diệp húc sắc mặt trầm xuống à đàn bà này quả thực cùng một cái đức hạnh với phạm hội âm luôn luôn thích lén lút vạch mặt hắn hóa ra là tiểu vũ sĩ dung nguyên kỳ vị cường giả đan đỉnh kỳ kia tức giận đến ra mặt run rẩy vũ sĩ Dung nguyên kỳ không thể thế luyện vũ bảo căn bản không thể phát huy uy lực của vũ bảo đây là kiến thức phổ thông không ngờ lão cũng bị một tên tiểu vũ sĩ Dung nguyên kỳ hù dọa lão bước lên đan đỉnh bành chứng dữ dội chụp xuống đỉnh đầu của diệp phúc. lão lạnh lùng nói tiểu tử thối lão phu muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để lão phu chết có nhịp điệu đây diệp phúc vội vàng thu đại kỳ vào trong ngọc lâu của mình huy động thiên cổ bảo tràng hai con tứ sĩ kim Tạm hiện ra dưới chân cấp tốc mà bay đi còn muốn chạy sao Không biết bao nhiêu người đuổi theo Vụ pháp vu bảo bay lượn đầy trời Thanh thế long trở lở đất Lão già đan đỉnh kia tế khởi đan đỉnh Lập tức một lực hút cực lớn chuyển đến Khiến cho Diệp phúc gần như không thể tiến lên Đột nhiên mấy trăm con huyết giao long Hiện ra trên không trung ầm ầm động vào trong đan đỉnh Lập tức lực hút liền yếu đi đây là cách cương tiên sinh dùng để phá vỡ đan đỉnh của Loan Thiên Hà. Giờ phút này, Diệp Phúc cũng học tập theo, quả nhiên thoát khỏi lực hút của đan đỉnh hắn vừa thoát thân lập tức thu tứ xí kiên tạm lại hóa thành một con cự kiêu dương cánh bay lên cuồng phong bay đi hắn tự biết khó có thể tránh được đám người đuổi giết vì vậy trước tiên lấy ra một viên thú hóa đan hóa thân thành cự kiêu con cự kiêu này chính là đại yêu hạo nguyệt kỳ là hắn mua ở đại hội la phù đảo lúc ở vân môn sơn luyện thành cự kiêu đan lúc này cũng có tác dụng tốc độ của cự kiêu cực nhanh trong chớp mắt lên bỏ xa đám người kia ngay cả lão già đan đỉnh kỳ kia cũng không đuổi kịp không ít người bàn lui không định tiếp tục truy kích nữa. Ồ, oh, các vị, dược lực của thú hoa đan hình như chỉ có thể gian một khắc thôi hay sao ấy? Một khắc thôi, hắn có thể chạy bao xa đây? Mộng Sở Vân chấp động đôi mắt, không biết xuất phát từ tâm tư gì, khẽ cười mà nói. Thanh âm của nàng tuy là nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy, lập tức sốc lại tinh thần, tiếp tục đuổi giết. Lão già đan đỉnh kỳ kia đuổi theo trước nhất, nghiến răng nghiến lợi, oán hận mà nói. Tiểu tử thối, đừng để lão phú bắt được ngươi, nếu không cũng cho người chết có nhịp điệu Đám người tiết tùng cũng truy sát theo lưu như nhớ thấp giọng oán giận mà nói Mộng sư tỷ Chuyện thu hóa đan Người biết là tốt rồi Cần gì phải nói ra Chuyện đặt bảo lần này Chỉ sợ chúng ta không có mấy hy vọng Mộng sở vân cười ngâm ngấm không đáp Không biết là có chủ ý gì Ân sư mệnh ta xuống núi Chính là vì định phong bảo thủ Ở trong ngọc lâu của tiểu tử này Tên tiểu tử này cực kỳ gian xáo Nếu ta muốn giết hắn đoạt gốc bảo thủ kia chỉ sợ có chút khó khăn Chỉ bằng mượn lực mọi người mới được Ánh mắt của nàng ta chấp động thầm nghĩ Bạo loạn ở Lương Châu kéo dài một đêm Những vua sĩ không truy sát Diệp Húc ở lại trong thành Bắt đầu tấn công quân sĩ đại tần Định phá vỡ liên hoàn đại trận của bọn họ Cướp lấy bảo ấn Không biết bao nhiêu người đã chết Loại tình huống hỗn loạn này Thẳng đến lúc quân tần các châu quận khác nghe tin đến chấn áp Mới bình ổn được hỗn loạn Vô pháp vô thiên Đám vua sĩ này thật sự là vô pháp vô thiên mà ngay cả bảo vật của mộ dung gia Yến Châu cũng dám đoạt đi sao? Trăm người quân tần phụng mệnh tới chân áp đều sắc mặt xanh mét vì mộ dung tướng quân kia đã chết là cường giả của mộ dung Yến Quân. Mộ dung gia được tần hoàng phong làm Yến Vương, phái cao thủ trong tộc nhậm chức trong quân, không ngờ bị trọng thương nơi tiền tuyến chết ở Lương Châu. May là trong hai kiện vu báo đoạt lại được một kiến cũng có thể bàn giao lại cho Yến Vương. Về kiện thiết thuyết chiến kỳ kia để mộ dung gia tự mình tìm về đi những vua sĩ đuổi giết Diệp Phúc suốt một đêm cũng không có đuổi theo được tung tích của Diệp Húc vẫn đuổi tới đại mạc Tê hoang bám giết không tha cũng có người định quay về bị Mộng Sở Vân không mặn không nhạt châm ngoài vài câu lần sốc lại tinh thần tiếp tục tìm kiếm tung tích của Diệp Phúc Diệp Húc thân mang thu hoa đan sau khi dược lực của cự kiêu đan hết đi hắn lập tức ăn viên khác từ đầu đến cuối đều vứt những người này ở phía sau kỳ thực tới đại mạc Tê hoang rồi những kẻ này muốn truy tìm tung tích của hắn khó đã càng thêm khó Đại Mạc Tây Hoang nằm ở ranh giới giữa hai nước Tần và Hán, kéo dài suốt mấy ngàn dặm, nguy hiểm trùng chất với nhau. Là chiến trường nơi vũ sĩ hai nước giao phong, nguy hiểm trong Đại Mạc không chỉ là vu sĩ ma đạo, nhiều hơn chính là yêu thú cùng với những hiểm nguy không biết. Hắn bay thấp nhất, mức độ nguy hiểm của Đại Mạc Tây Hoang còn hơn cả vô hồn giới. Ở trên không Đại Mạc, mắt thường có thể thấy được sát khí quay cuồng ở khắp nơi. Nếu chỉ có phong sắt thôi giệp phúc lấy định phong bảo thụ ra liền có thể thoải mái ứng phó, mà trên trời cao còn có cả thiên sát, hỏa sát và lôi sát khiến hắn không thể nào chống đỡ được. sắt khí nơi đây không dày đặc như vậy, một tia một luồng, hơn nữa các loại sắt khí trộn lẫn đối với cưng giả rèn luyện nguyên thai mà nói giống như cân gà ăn vào thì vô vị mà vứt đi thì tiếc. chỉ có sắt khí thần túy dày đặc mới thích hợp cho cưng giả tam thai cảnh rèn luyện nguyên thai. dọc theo đường đi hắn gặp vài người trong đó thậm chí có bốn gã cao thủ hẳn là đồng môn đều tự khoanh chân ngồi trên không trung hợp lực tế khởi một khẩu thanh đồng cổ đỉnh xâm nhập vào trong sắt khí định thu phong sát khẩu thanh đồng đỉnh kia rất nặng bị bốn người tế ở trên trời cao trăm trượng thành đỉnh có đầy phù văn giống như hoa văn bốn người dốc pháp lực xuống thanh đồng đỉnh như sống lại phù văn như đồng nọc bơi qua bơi lại ở trên thành đỉnh làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thật hiển nhiên chất lượng khẩu đại đỉnh này hơn xa vua bảo bình thường hiển nhiên là bốn người này cực cực khổ khổ luyện chế mà thành trên vực cương phong sát khí càng thêm mãnh liệt thi thoảng có một dòng khí màu xanh bị hút vào trong đỉnh loại khí màu xanh này như có linh tính bị bắt nhập vào trong đỉnh rồi lại vẫn đánh tới xung quanh muốn thoát thân không ngờ thanh đồng đại đỉnh kia bị đâm cho run lên dữ dội lay động trong trận gió có vẻ bất ổn mỗi lần có thêm một luồng dòng khí màu xanh sắc mặt bốn người kia liền ngưng trọng thêm một phần càng cố hết sức khống chế đại đỉnh vài vị vu sĩ này thu phong sát là định tế luyện vu bảo hay sao Diệp Húc có chút tò mò, bốn người kia lắc khám một cái, trong đó một gã vô sĩ trẻ tuổi cười một tiếng, thấp giọng mà nói: "Hóa ra là tiểu vô sĩ Dung Nguyên Kỳ, cũng dám dâm nhập đại mạc Tiêu Hoang, đúng là không biết sống chết mà." Vô sĩ lớn tuổi cầm đầu, đúng là một vị cường giả hỗn nguyên bất phẩm, lập tức quát lên: "Đừng có phân thân, cẩn thận phong sắp thoát ra, thất bại trong gang tấc kia." Vô sĩ kia vội vàng tĩnh tâm lại, cố gắng khống chế đại đỉnh. Ngoại trừ vị cường giả hỗn nguyên kỳ này ra, ba người kia tu vi cũng cực mạnh thấp nhất cũng là cao thủ hỗn nguyên nhất phẩm nhìn diệp phúc như nhìn một con kiến vậy căn bản không để hắn ở trong lòng phía sau diệp phúc không biết bao nhiêu tên cao thủ đang đuổi giết không dám trì hoãn lập tức rời khỏi tiếp tục bay hướng chỗ sâu trong đại mạc tây hoang tên tiểu tử vừa rồi lại dám xông vào đại mạc chẳng lẽ không biết chữ tử viết như thế nào hay sao tên cao thủ hỗn nguyên bất phẩm khẽ nhíu mày không cần lo cho hắn loại người như hắn tu vi thấp lòng dạ cao Luôn nào từng có thể từ trong đại mạc mò ra được thứ tốt Lại không biết loại như hắn đại mạc này Mỗi ngày trôn không biết bao nhiêu người Một gã vô sĩ bên cạnh thản như nói Qua nửa canh giờ Những vô sĩ này cảm giác được Một luồng hơi thở hùng mạnh phóng lên cao Sắc mặt kẽ biến Vội vàng quay đầu nhìn chỉ thấy Gần trăm tên vô sĩ gào thét bay từ hướng này Sắt khí đằng đằng Trong đám vô sĩ kia Tu Vi đặt tới hỗn nguyên kỳ Có hơn 10 người Cao thủ đan đỉnh kỳ Lại có một người Khi thế long trở lở đất bốn người sắc mặt lập tức khẽ biến vội vàng thu thanh đồng đại đỉnh run giọng mà nói chẳng lẽ những người này đến cướp bảo vật của chúng ta hay sao quá là để mắt đến tứ hùng mặc mắt chúng ta rồi vù lão già đã đỉnh kỳ cầm đầu đột nhiên mở tay ra chân nguyên bắt đầu khởi động trực tiếp bao phủ bốn người này một nắm liền bắt lấy bọn họ lạnh lùng mà nói các người có nhìn thấy một phu sĩ mặc áo lam đi qua nơi này hay không bốn người này ngẩn ra vội vàng gật đầu đánh bạo mà nói ở tiền bối vừa rồi quả thật có một tiểu vũ sĩ mà cáo lam chạy đi hướng tây lão già đang đỉnh kỳ kia tiện tay buông bốn người kia ra bay lên trời gào thét đuổi theo ở phía sau lão ta vài trăm tên vũ sĩ chi chít như đàn châu chấu đi qua theo sát không buông trong chớp mắt những người này liền biến mất không thấy bóng dáng tâm hơi chỉ để lại bốn người bọn họ tên vũ sĩ hỗn nguyên bắt phẩm kia ngây người một lúc lâu lẩm bẩm mà nói những người đó đều là đi tìm tên thiếu niên ngu ngốc kia sao chẳng lẽ đều là tôi tớ của hắn ư Ông trời ơi, thiếu niên áo lam này phô trương cũng thật lớn à. May mà tứ hùng mặc bắc chúng ta không có đắc tội với hắn. Sư huynh, đệ thấy thế nào cũng không thấy những người đó giống như tôi tớ của tiên nhóc đó cả, mà ngược lại giống kẻ thù hơn. Vu sĩ, tôi còn khá trẻ kia nghi hoặc nói. Vu sĩ hỗn nguyên bắt phẩm kia chừng hắn một cái quát lên. Kẻ thù sao? Đệ thấy ai có nhiều kẻ thù như vậy chưa? Rõ ràng chính là tôi tớ. Hơn nữa là cái dạng trung thành và tận tâm kìa hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám vũ sĩ kia rời đi lẩm bẩm nói chẳng lẽ là con cháu một đại thế gia cổ xưa nào đó rời nhà trốn đi mới làm động tính lớn như vậy hay sao nhưng mà chỗ sâu trong đại mạc tây hoang nguy hiểm tầng tầng lớp lớp những người này đi vào chỉ sợ người có thể còn sống đi ra không nhiều lắm đâu đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến nhìn chằm chằm phía bắc của đại mạc tây hoang run giọng mà nói không tốt bão cắt tới rồi chúng ta mau đi bốn người vội vàng phóng lên cao bay nhanh ra bên ngoài đại mạc phía sau bọn họ một mảng cuồng phong tiến đến tối tăm mù mịt thổi quét qua phát ra những tiếng rầm rầm ồ ồ đến đinh tai nhức óc ầm một tiếng cuồng phong quét qua một gò đất nhỏ gò đất kia bị quấy cho vỡ nát đây là bão cát trong đại mạc tây hoang hình thành từ phong sát uy lực vô tận bình thường vu sĩ tam nguyên cảnh thổi một cái liền chết vu sĩ tam trên cảnh cũng không thể ngăn được trong cuồng phong xen lẫn các loại màu sắc là phong sát lấy một loại tốc độ cực nhanh thổi qua đừng nói là thân thể vũ sĩ, cho dù là vu bảo cũng sẽ bị đánh nát. Lường báo cát này nhanh chóng đuổi theo Diệp Phúc, hắn từ trên không rơi xuống, lấy định phong bảo thụ ra, báo cát long trở lại đất thở qua cả hắn, bốn phía xung quanh đều là phong sát màu xanh, nhìn không thấy những thứ khác. Uy lực báo cát tuy cực kỳ hùng mạnh, nhưng có định phong bảo thụ ở đây cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ, vì ta có được bảo vật cấp chấn phái là thiết thuyết chiến kỳ ở trong tay, thế nhưng không có năng lực để tế khởi nó, không bằng những kẻ phía sau Giết được bao nhiêu thì giết đi Diệp Húc tiếc cận một tiếng trong tâm Muốn tới khởi vũ bảo Phát huy ra uy năng của vũ bảo Nhất định phải tu luyện đến tam chân cảnh Đem nguyên khí hóa thành chân nguyên Hắn giữ định phong bảo thụ đi đến phía trước Định tìm một nơi yên lặng an tâm tu luyện Trận báo cát này tới cực nhanh Những người truy sát hắn chỉ sợ Có thể sống sót không nhiều Mà người có thể lần theo tung tích của hắn lại càng ít à... Bên trong bao cát đột nhiên chuyển đến Một tiếng gào thét đáng sợ một cái roi đen xì như xích sắt đâm phá qua phong sát gào thét điểm đến mi tâm của hắn ồ oh, không ngờ trong phong sát lại có sinh vật còn sống diệp phúc dùng mình vội vàng vung bản long kim trượng lên quét một cái thật mạnh chỉ nghe một tiếng nổ vang lên cánh tay của hắn bị chấn cho tê dại rút cục đánh bay cái roi kia đi trong phong sát một bóng mờ thật lớn từ từ đi tới diệp phúc ngẩng đầu nhìn chỉ thấy sinh vật này là một con bọ cạp tinh đã tu luyện thành người nửa người trên đã lột xác biến thành một thiếu nữ có nhan sắc mê người, đôi mắt màu lam, có chút điểm tĩnh, làn da trắng nõn, mái tóc đen trên bóng, trên bờ vai rủ xuống, che khuất bộ ngực sữa. Hai tay của nó dài, hai cái đại ngao, nặng vô cùng, giống như hai cây kéo lớn, hàn quang lấp lánh. Một cái đuôi bộ cạp giống như trường tiên đen, dựng thẳng ở phía sau thiếu nữ, vung qua vung lại trong phong sát. Đây là một loại dị chủng yêu thú sinh hoạt trong phong sát, là loại yêu vật làm người ta đau đầu nhất, thường xuyên lui tới lui đi trong báo cát giết chết những vưu sĩ bị nhốt trong áo cát. Loại yêu thú này có vỏ ngoài cứng rắn, ngay cả phong sát cũng không thể phá hủy. À... thiếu nữ kia mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng sắc như thép, gào thét thương hắn. Lập tức khu hai cái đại ngao, tung bay cao thấp, cắt đến Diệp Phúc. Nguyên khí của Diệp Phúc lao ra, đem định phong bảo thụ, tế lên đỉnh đầu, vung bản long kim trượng đón đỡ. Đoàn một tiếng, con bọ cặp này lực lớn vô cùng gần như đánh bay hắn lập tức giơ đuôi lên điểm đến chán hắn diệp phúc của vàng lắc mình tránh thoát lập tức phóng lưng cao nâng định phong bảo thủ bay về phía trước con bọ cặp tinh kia đuổi theo không ngừng múa may hai cái đại ngao tiếp tục đánh tới wow thiếu nữ lại gầm lên diệp phúc vung thiên cổ bảo chàng ra hai con tứ sĩ kim tàm vù vù bay vào miệng bọ cạp một lúc lâu sau thân hình con bọ cạp này đột nhiên khô quắt lại hai con kim tàm từ miệng nó chui ra trở lại trong thiên cổ bảo tràng diệp húc lo một hôi lạnh đi loại yêu vật bọ cạp tinh này quanh năm sinh hoạt trong bão cát và ngoài được phong sắt tu luyện cứng vô cùng đừng nói là hắn đánh không vỡ cho dù cao thủ đan đỉnh kỳ có đến chỉ sợ cũng không cách nào khác được tuy nhiên nhược điểm của loại yêu vật này chính là lục phủ ngũ tạng của nó bụng của chúng không luyện được cứng rắn như sắt bởi vậy mới chết trong miệng của tứ sĩ kim tàm vỏ ngoài của bọ cạp có thể luyện chế thành một kiện vu bảo không tối Diệp Húc thu sắc con bộ cạp này và trong ngọc lâu, tinh quang lóe ra trong mắt thầm nghĩ, mà không biết ta có thể dùng uy năng phong sát rèn luyện thân thể được không đấy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến. Tập 3 năm của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại